lớn đó mà. Cũng tạm dừng video tại đây nha. Nhớ xem video cũng nào một lần chia sẻ một đăng ký. Chùa Tổng Hợp là ở Châu Thành, Trà Vinh các bạn nha. Ghi vô cái bản đồ các bạn ghi là chùa Hòa Lạc các bạn, nó mới sẽ hiện ra, còn chùa Trọng Phước rồi nó không có ra các bạn nha. Cũng kết thúc video tại đây, nhớ trong chào xin mạng các bạn.